Bự chào các bạn. Ngày mai á là lễ Giáng sinh rồi phải không? Bé Bự mượn góc bếp này để mến chúc các bạn một ngày lễ Giáng sinh thật là ấm cúng, hạnh phúc và vui vẻ ha. Rồi năm mới cũng sắp đến thì bé Bự cũng chúc các bạn một năm mới được bình an và vạn sự như ý nha. Rồi hôm nay á thì để bé Bự share với các bạn một cái món mà hoành thánh chiên mà bằng cream cheese, để coi như là mình ăn khai vị, coi như cái này mình cũng có thể làm party rồi mình ăn cái món khai vị trước vậy đó. Rồi bây giờ bé Bự mời các bạn vào bếp nha. Thì trước tiên á thì bé Bự có cái này á, là nửa cái củ hành này đây, bé Bự sắc xong rồi. Rồi bé Bự xay rồi dắt cho nó ráo nước. Đó, với lại vài tép hành lá. Đó, mình dắt cho thiệt là ráo nha các bạn. Các bạn thấy không, ráo nè. Đó. Rồi cái này á, là wrap stick. Cái này thường thường á bé Bự nghe nhiều người gọi cái này á là thịt cua giả. Nhưng mà cái này là của Nhật nha các bạn. Và thì ở trong nó có nhiều cây, nó có hai lớp cây như vậy nè. Đó, rồi bé Bự lấy ra rồi mình sắc là nhỏ nhỏ vậy thôi. Rồi còn cái này bé Bự để cho các bạn coi thôi nha. Cái này bé Bự sắc cái này khoảng chừng một phần ở trên này, một phần khoảng chừng mười mấy cây á. Cái này nhiều ít thì tùy theo mình thôi, tùy mình muốn làm nhiều hay làm ít thôi nha. Rồi mình sẽ trộn cái này lại nha. Các bạn thử làm coi nha. Cái này đây là món khai vị của nhà hàng đó. Thường thường á để mà chờ các món ăn ra thì khách hay kêu mấy món cái món này để ăn khai vị. Thì cái này bé Bự sẽ cho nó là một muỗng cà phê, mà muỗng cà phê bột nêm chay. Nếu mà các bạn không có bột nêm chay, các bạn cho chút xíu muối cũng được. Đó. Rồi mình cho chút tiêu. Cho chút tiêu vô, mình trộn đều tiêu với thịt cua giả này. Rồi sau đó đó thì á cái này á mình không có làm thịt với tôm mà mình làm là cream cheese. Rồi mình trộn với cái này. Đây. Đó. Mình sẽ trộn thêm chi vô đây. Mình tại vì mình làm ở nhà mình ăn đó các bạn, rồi thành ra mình làm cái thịt cua nhiều thì nó ngon. Chứ còn ở nhà hàng thì người ta làm rất là có một cái tiêu chuẩn nào thôi, chứ không có làm nhiều như mình. Mình làm nhiều thì nó ngon. Đó. Bây giờ mình bỏ cái này qua bên này. Rồi sau đó đó mình sẽ trộn chung lại. Mình sẽ trộn cái cream cheese với lại cái này chung. Thường thì làm số nhiều á thì bé Bự đánh bằng máy, nhưng mà thấy cũng không có cần đó, rồi thành ra bé Bự trộn bằng tay luôn. Cái này ăn khai vị rất là ngon nha các bạn. Hành lá mình ấy, hành củ mình xay cái hành củ đi, rồi mình dắt cho nó ráo, mình xát hột lựu rồi xong rồi mình xay. Mình trộn máy thì nó mau hơn, nhưng mà làm không có nhiều á, thành ra mình làm cái này bé Bự thấy hai hộp là đủ rồi.
tại vì bé Bự làm số nhiều rồi, bé Bự cũng không quen rồi, rồi cái không có lượng cái số nhỏ đó, thành ra cái này vậy là vừa đó, cái này một khúc củ khoảng này vậy đó là 15 cây như vậy á, với nửa củ hành tây. Cái này có party á, mấy đứa em cũng mấy nhỏ cũng thích lắm, mà người lớn cũng thích nữa nha các bạn. Đó mình cứ tán mình trộn cho nó đều đi. Rồi vậy là cũng tạm ổn rồi đó ha, quết như vậy, trộn tán như vậy là cũng đều rồi đó. Rồi bây giờ là mình phải có da hoành thắng nha. Các bạn mua cái hiệu này đây. Nó kêu là Twin. Cái hiệu nó Twin. Grab Dumlin. Đó. Cái này thì nó mỏng mà nó vừa. Bây giờ bé Bự sẽ làm, sẽ gỡ ra đây. Cái món này thì làm cũng nhanh mà gọn nữa, mà ăn rất là dễ ăn, cũng như món chả giò của mình vậy đó các bạn. Nhưng mà chả giò của mình thì ăn thường quá rồi, thì rồi thành ra nó cũng thường đi mấy không. Bây giờ mình thử mình làm cái món này thử thôi nha. Bây giờ thì bé Bự phải bỏ nó vô trong cái bột để thôi nó khô. Mình cất nó vô, mình phải bỏ nó vô trong cái bọc để lát rồi làm xong rồi bé Bự sẽ làm tiếp. Bây giờ mình sẽ làm cái này, cái bao nhiêu đây thôi. Đó mình múc một muỗng lưng lưng vậy đó. Mình không có cái quáo này thì mình lấy cái muỗng cũng được. Đây là cái món khai vị mà ngày xưa ở nhà hàng của bé Bự làm đó. Đó rồi á, bây giờ á mình sẽ gói lại thôi. Cái này nó hơi nhiều. Này nó hơi nhiều, bé Bự vít lại một chút xíu. Rồi mình bóp lại. Mình túm lại vậy thôi. Đó. Đó. Thật ra đó mình làm á, các bạn biết không, mình làm cái gì mình cũng làm nó ngon mà nó rẻ, nó bán rẻ hơn, chứ còn ở nhà hàng á vít một cục có chút xíu ha. Bé Bự lúc nào cũng bán rẻ hết á. Đó mình chỉ túm, mình mà túm lại vậy là cái nhân nó dính với cái bột rồi, cái gối này bị rách rồi. Đó. Rách rồi, lát mình phải thay cái bao. Đó. Mình chỉ túm lại vậy thôi nha các bạn, chứ không có
không có gối kiểu cọ gì cho mình túm 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 rồi mình dắt dắt vô vậy thôi. Để mấy bữa qua coi cái cho lửa nó lên nha. Cái này thì chiên cũng mau lắm. Bữa làm thêm ít cái nữa đi, cho nó đủ một chảo nha em. Hai ba cái nữa thôi, tại vì cái này nó đắt rồi. Rồi xong, bây giờ mình qua mình chiên thôi. Giờ mình phải gói cái này lại, cái này bỏ ở đây đi. Rồi lát mấy bữa tính sao. Rồi, bây giờ mình qua mình chiên ha. Mình phải make sure là cái dầu nó nóng. Yeah. Nó chưa. Nó sủi bọt lên rồi nè. Nó sủi bọt là được rồi. Yeah. Giờ mình bỏ vô mình chiên. Đó. Mình bóp hồi nãy vậy chứ nó cũng dính rồi. Bây giờ mình nắng lại cho nó đẹp một chút vậy thôi. Cái này mình cũng có thể làm thịt với tôm để mình chiên nữa. Nhưng mà tôm với thịt á, thì nó cũng thường quá phải không các bạn? Các bạn thử làm bằng cream cheese coi. Và ăn rất là ngon. Nhưng mà không sao đâu, mình ăn ban ngày không sao đâu. Cream cheese thì ăn mình nghĩ chắc nó không có good. Nhưng mà lâu lâu mình ăn lần thôi. Nhưng mà trong này có hành, có thịt cua giả nữa, thành thử ra không sao hết. Các bạn ăn ban ngày nha, bé bự bảo đảm. Rồi thêm chút lửa nha. Mình chiên lửa chừng số 7 thôi. Dạ. Chiên là cho nó vàng lên thôi. Chiên nó vàng hai mặt. Kim chi thì mình ăn sống rồi. Mình riêng chi mình chép bánh mì mình ăn rồi. Rồi còn cái tô cua giả thì nó cũng đã chín rồi. Dạ. Mình chỉ chiên cho nó vàng thôi. Cho nó vàng cái da hoành thánh thôi. Các bạn cũng có thể làm mình gói xong rồi mình cứ để một lớp vậy đó. Rồi mình lấy miếng plastic mình đậy lên mình làm một lớp khác. Rồi á, thì mình để đó, khi nào mà mình muốn ăn á, thì mình lấy ra mình chiên. Dạ. Yeah. Thí dụ như ngày hôm trước, hôm sau có party á, thì mình làm trước vậy đó. Rồi qua hôm sau mình chiên nó cũng lẹ. Nhưng mà gói cái này á, thì cũng lẹ phải không các bạn? Dạ. Yeah. Làm cũng nhanh mà gói cũng nhanh nữa. Mình lửa số 9 thì mình chiên chừng số 7, 7 rưỡi vậy đó. Rồi xong mình sẽ chấm lại với sốt sốt chua. Sốt chua ngọt mà để mình sweet chili sauce của Thái đó các bạn. Để chút nữa bé Bự qua bển rồi bé Bự share với các bạn nha.
nửa củ hành đó với 15 cây thịt cua giả, với lại chừng 4-5 tép hành lá. Dạ. Cái này á, Việt Nam mình ăn cũng được mà Mỹ ăn cũng được, cho cái món khai vị ha. Mình thí dụ mình đi party đó rồi mình cũng làm một chay như vậy nè, và nó ngon, mà nó vừa ngon mà nó vừa lạ nữa. Các bạn thấy cream cheese các bạn nghĩ là ăn nó sẽ ngán, nhưng mà nó không có ngán đâu, rất là ngon. Tại vì không phải là cream cheese không đó. Dạ. Lụi sụi mà một năm qua nhanh quá nha các bạn. Mới ngày nào đó Noel rồi, bây giờ lại Noel tới nữa rồi. Yeah, một năm trôi qua rất là nhanh. À, nó cũng sắp vàng rồi đó. Nếu không có bột nêm chay ấy, thì mình cho chút xíu muối cũng được, chút xíu muối hay chút xíu tiêu. Nhưng mà bé Bự thấy hầu hết bé Bự thích nấu ăn mà với bột nêm chay lắm. Cái bột nêm chay tức như là bột nêm nấm đó, mà cái đó mình mua của Nhật đó các bạn. Cái đó dễ nêm lắm, mình cho một chút xíu vô là nó đầy đủ hết rồi, mình không cần phải nêm muối nêm đường gì hết. Yeah. Đó, nó sắp vàng rồi đó. Các bạn có tiệc á, các bạn làm cái này á hả, là rất là đắt hàng. Yeah. Các bạn thấy bé Bự làm một sấp đó, mà bé Bự làm có nhiêu đây mà thấy cũng nhiều quá rồi phải không? Dạ. Yeah. Làm hết cái gối hoành thánh, da hoành thánh đó là nhiều lắm á. Là đồ là được đủ một cái chay lớn luôn á. Cho nó vàng vàng chút thì nó ngon. Nếu mà mình có rảnh mà mình thích ăn á, mình ăn món này thì mình làm á, các bạn biết không, mình làm bỏ vô trong mình cất vô trong freezer giống như chả giò vậy đó. Dạ. Yeah. Rồi mình chừng nào mình muốn ăn cái mình lấy ra cái mình chiên hả. Ở nhà hàng cũng làm vậy đó. À, chứ đâu có mà, nhưng mà làm phải để trong freezer nha các bạn. Dạ. Yeah. Đó, vàng rồi đó. Giờ bé Bự vớt ra. Vàng vậy được rồi. Yeah.
bên này mình sẽ trang bỏ vô dễ đây đó, dễ thương không? So cute. Rồi, vậy là mình có một cái món hoành thánh mà chiên cream cheese ha. Rồi cái này là sweet chili sauce. Dạ. Rồi mình sẽ cho vô trong cái chén này, rồi mình chấm với cái này. Dạ. Yeah. Đó. Rồi. Vậy là xong rồi. Bé Bự mời các bạn nha. Bé Bự chúc các bạn thành công. Và chúc các bạn thêm một lần nữa ha. Một mùa Noel thật là vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc và bình an luôn ha. Bé Bự chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở cái món ăn kế tiếp. Bé Bự chào.